lắm anh chị ha, bị điều tra vụ mobile phone anh buồn quá, anh làm biết tiên triền gì kia. Thế là cái đó vừa rồi là dân người ta không hiểu, mà có người ta vui rất hiểu, mà cố tình không hiểu. Cái đâu phải chuyện gì đâu mà không hiểu, người ta không muốn hiểu để cho ta quậy chơi, cho ta biết bất mạng, một thành phần bất mạng xã hội nhiều lắm. Cái đó không phải phản đạo mà nó bất mạng xã hội nhiều. Nó bất mãn xã hội rồi cái nó đâm ra nó chống đối chứ không phải là cái gì khác, mình vẫn hiểu điều đó. Nó không phải phản đạo đâu, không vui nó làm bỏ ghét như đó. Dạ em nó nước mà từ ấy cái thằng biển mặn á, công an giữ nó mấy nhà thả nó rồi, nó về nó đâu dám vậy nữa. Thực ra đây trong cái việc mà giữ mấy ngày của biển mặn á cũng giáo dục nó nhiều, em cũng hy vọng rằng là thằng này nó hiểu. Em nói thẳng ra cuộc sống xã hội mình tới giờ này á, là nó bình thường, không có gì. Ai đó nói là phức tạp, ai đó nói là bị chèn ép này nọ. Nói đi. Nè em ngồi đây nè, em ngồi giữa trời, giữa đất nè, em ngồi giữa bao nhiêu con người đây nè. Có ai nói em bị gì không? Ai đàn áp em đây? Em có vi phạm pháp luật gì đâu. Luật pháp quy định gì em làm đó thì xong rồi. Em không có làm sai làm trái gì hết, thì đừng hòng nói chuyện với em. À, nhưng mà nói với anh vậy nè, về cơ bản á thì rất là nhiều người trong thời gian vừa qua đó, thì người ta bực bội bức xúc về đảng nhà nước mình, về cái việc á là cái gì là lực đặc khu 995. Bản thân em á, em nói thẳng luôn, em không có phải là em thờ ơ với chính trị. Ví dụ như anh nói ra bây giờ là quan điểm em, quan điểm mọi người khác nhau. Em nói giờ em nghĩ rằng đó là ba cái vùng đặc khu kinh tế đó đó, thực tế mà nói nha, thì nếu như mà ba đặc khu kinh tế đó thực hiện thành công thì Pháp, Anh, Mỹ, Singapore, tất cả các nước nó ra vô nó làm ăn với cái ba cái đặc khu đó. Thế thì anh nghĩ ba cái đặc khu đó mà có nước ngoài nó vô ra vô làm ăn với mình thì liệu cái thằng Trung Quốc nó dám cản trở không? Ví dụ như tàu bè của mấy nước đó ra vô làm ăn với mình thì anh coi coi thằng Trung Quốc dám cản không? Nó cản thằng tàu bè nước nào là thằng tàu bè nước đó là đụng chạm. Do vậy cho nên đó, em nói cái lý là đúng. Nhưng mà ở Trung Quốc á, theo anh ở nhiều năm bên đó anh biết á, doanh nghiệp Trung Quốc á, nó không có ưa gì chính phủ đâu. Những tập đoàn nó giàu lắm, cầu cho nó đi chừng 10% qua Việt Nam đầu tư đó là mình cũng có anh ấy. Đúng mình rồi làm hay không? Có nghĩa rằng bây giờ mình ngu dữ lắm mình mới đào thải thằng Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại á, nó là cái nguồn thu nhập rất là lớn cho người Việt của mình á, hiện tại. Bây giờ á, đất nước mình mà mạnh đi, kinh tế mạnh nè, chính trị mạnh nè, thử hỏi cha thằng Trung Quốc nó dám đụng chạm tới mình. Nhưng mà cái, nhưng mà dân mình á cứ cái tâm tư rằng là sợ Trung Quốc, sợ này sợ nọ, bài Trung thoát hán. Em nói thẳng với anh á, những cái người mà mở miệng ra là ghét Trung Quốc, ghét bài Trung thoát hán á, xin lỗi anh, đi xem phim Tàu còn nhiều hơn người khác. Bây giờ coi Anh Hùng Xạ Điêu là của ai, Thần Điêu Đại Hiệp của ai, không rồi Thiên Long Bát Bộ của ai, từng người của chúng ta ở đây nè là mọi người đều xem Lý Tiểu Long là của ai. Thì bởi vậy em mới nói với anh á, anh cho em đổi wifi chút nghe, tại wifi này nó yếu quá trời, yếu luôn, em đổi lại chút nghe. Mà anh thấy đó, cuối cùng ra cái đất nước của mình là do dân của mình xây dựng. Anh thấy không, mấy cái bữa mà vừa rồi đó, biểu tình này nọ rình rang đủ thứ hết trơn, cuối cùng anh nhìn kỹ lại coi mục đích biểu tình là cái gì? Đòi lật đổ chế độ không à, chứ đâu phải là xây dựng một cái dự luật. Anh thấy không, anh với em mình nè, sống trong cái xã hội này, em qua em hỏi ý kiến của anh ơi, là ông nhà nước này á, ổng muốn là có cái dự luật để quản lý về internet, anh thấy làm sao? Không, anh với em bàn bạc với nhau thấy không được thì về cái địa phương của mình viết cái tờ đơn gửi cho đại biểu của mình,
gỡ cho ủy ban nhân dân nói rằng tôi không đồng ý cái dự luật đó ở chỗ này, điểm này, điểm này, điểm này, rồi đó có phải là hay không? Bây giờ chúng ta quay ra chúng ta tự nhiên chưa biết phản ứng thế nào, nhảy ra đứa này đứa kia ra ngoài đường la hét hô hào, chúng ta có phải là giống một đám khỉ trong rừng không? Anh nghĩ kỹ coi, y như đám khỉ không? Con người chúng ta sống là phải có quy tắc. Quy tắc xã hội là gì? Đó là khi anh thấy không vừa ý vấn đề nào, anh phải thông qua một cái quy tắc xã hội. Đó là gì? Đó là anh phải cố gắng tổ chức cuộc họp của dân của mình, hay là anh vô trong, anh gợi ý, anh góp ý cho chính cái đại biểu của mình ở tại địa phương để mà xây dựng xã hội của mình. Còn bây giờ cứ hễ anh thấy cái vấn đề nào đó không vừa ý của anh nhảy ra, anh hô hào, anh cầm dao cầm búa, anh ra ngoài đường anh hô hào, anh quậy phá, anh nhảy cà tư như con khỉ. Cuối cùng người ta dòm anh như là một cái đám khỉ trong rừng, như cái đám thú vật, nó không hề có giáo dục hay là không hề được sống trong một cái xã hội có văn minh. Cái xã hội có văn minh hay không là dựa vào cái việc là người ta có đối xử với nhau văn minh hay không. Mà bây giờ anh dòm nghĩ coi, các cuộc biểu tình về rồi, họ có đối xử với nhau văn minh không? Hãy dòm các cái ông linh mục, ông linh mục dùng giáo dân đi biểu tình. Trong cái việc dùng giáo dân biểu tình có hai loại: dùng giáo dân là những đứa con nít. Ủa, dùng mấy đứa con nít đi biểu tình ý nghĩa gì? Đó là vi phạm luật lệ quốc tế nha. Vi phạm quốc tế ha anh. Bây giờ anh nghĩ coi, bây giờ là mấy ông linh mục mà dùng các cái em đứa con nít á đi biểu tình, có phải là bị ổi không? Con nít nó biết ức giáp gì? Có nghĩa là ổng chỉ dùng con nít đi biểu tình để tạo số đông, đúng không anh? Nhưng mà cái nguy hiểm không bằng là ổng tiêm nhiễm vô đầu nó, tương lai nó trở thành phản động hết. Đó, tương lai nó là những cái đứa đi chống nhà nước. Ủa, cuộc sống của một đứa mà tương lai đi chống nhà nước, trong khi nhà nước nó vẫn tồn tại, nhà nước này vẫn tồn tại mà ổng tiêm nhiễm vô đầu nó đi chống nhà nước, vậy chả phải nó đi ngược lại với cái mục đích dân tộc sao? Vì con nít là một tờ giấy trắng mà, em mà đầu đọc đó là lớn lên nó sẽ nghe em nè, đó trở thành một tướng cốt luôn. Thì em mới nói với anh đó, vấn đề của anh em mình á là rất là buồn khi mà thấy được cái vai trò vị trí của một cái nhóm người nó quá tệ hại. Bây giờ anh nghĩ kỹ coi, bây giờ á, một đứa con nít nó không biết ức giáp gì hết, nó không biết là cái gì gọi là chủ nghĩa xã hội, nó cũng không biết gì cả, nhưng mà nó thấy được cái xã hội này ổn định, tồn tại, phát triển dưới sự lãnh đạo của cái nhà nước cụ thể, nó hiểu, nó biết. Nhưng mà bây giờ anh ngồi anh chê hoài. Em nói thẳng ra là mấy ông linh mục tới giờ này có đóng góp gì cho xã hội không? Bây giờ anh nói, bây giờ anh em mình là nói chuyện nhau nè, tự nhiên quay qua quay lại cái dòm lại coi, có ông linh mục nào gọi là đóng góp cho xã hội không? Đúng, có nha, có nha. Em xác định có là vậy, là tại vì giáo xứ của em có ông cha rất là tốt, ông đóng góp cho xã hội rất là tốt, giúp đỡ. Giống như rồi sắp tới đây là tới cái ngày khai giảng năm học, thì ông đã vận động bà con để giúp cho mấy đứa nghèo là tập vở, sách vở này nọ, quần áo này nọ. Ông cha chủ em rất là tốt, không, ông dạy giáo dân rất tốt. Cái điều đó em mừng cho giáo xứ của mình. Vậy thì theo như anh, những cái nơi không được như vậy, ủa, ông ấy cũng là cha, người ta cũng là cha, tại sao ông này đi chống cộng hoài vậy? Anh nghĩ kỹ coi, chống cộng có ông lấy tiền của Việt Tân mà mấy ông nói tới Việt Tân, Việt Tân chắc cổ bây giờ nghe, cấp lương cái đó nhiệm vụ của ông làm, mấy ông lấy tiền của ta rồi thì làm cho hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó mấy ông cũng làm tốt đấy, hoàn thành kinh nghiệm. Ông không có lấy tiền Việt Tân mà ông ngồi chơi. Nếu ông lấy tiền của Việt Tân mà ông gọi là ông là ngon lành thì thôi em bó tay ông rồi. Tại anh biết sao không? Tại thực tế mà nói vậy, một ông linh mục á được giáo dân kính ngưỡng là vì ông linh mục đó đã làm tốt cái vai trò và chức trách của mình
là giúp cho giáo dân đến với Chúa, hướng dẫn giáo dân hiểu được Kinh Thánh, hiểu được lời Chúa, đến với Chúa. Chứ mà một linh mục mà hướng dẫn giáo dân trở thành một kẻ chống cộng, làm chính trị, vậy cuối cùng ông linh mục đó đâu phải là linh mục. Linh mục mà hướng giáo dân làm chính trị có nghĩa là linh mục này không phải linh mục. Ông ấy chỉ là một cái kẻ thể hiện cái vai trò vị trí của một cái tổ chức chính trị mà thôi. Mà thực tế mà nói, đem tôn giáo của mình đi hoạt động chính trị chả khác nào hạ thấp tôn giáo của mình. Bởi vì tôn giáo là mang con người lên thiên đàng, lên trên cái nước ở trên trên á, là trên cái đầu của mình á, không bao giờ ai có so sánh được. Tự nhiên bây giờ đem cái tôn giáo của mình đi so sánh với chính trị, so sánh với cộng sản, vậy chả khác nào là tự hạ thấp thượng đế của mình, hạ thấp tôn giáo của mình. Những cái vị linh mục đó đó mới là những kẻ phá đạo, bán Chúa phá đạo. Dạ đúng, nghe ta nói cái nhào vô, nghe chê cộng sản cái nhào vô tiếp tiếp lời cái tay đó và cái đầu óc mới ổn trị. Còn mấy ông cha mà khôn á là nghe mấy cái đó là bàn đến mấy ông không có thèm nghe. Đúng rồi anh, em nói với anh á, trời ơi trời, linh mục á chả phải là cái người là hướng dẫn giáo dân đi đến cái đi theo con đường của Chúa hả? Con mà đi theo con đường của Chúa là gì? Đó là tha thứ, yêu thương. Ai có lỗi với mình cũng tha thứ, và mình phải yêu thương mọi người. Còn đằng này cái ông linh mục á, cứ ngày nào chủ nhật nào cũng vậy hết, vô nhà thờ xong kích động người ta đi ra đường biểu tình. Cái kiểu như vậy làm sao mà gọi là đem giáo dân đến với Chúa được? Chúa đâu có cần biểu tình. Chúa nói là ở nơi nào có 2-3 người kêu gọi tên ta, nơi đó có ta. Có nghĩa rằng là không cần thiết phải vô nhà thờ. Các bạn chỉ cần làm mỗi một chuyện đó và ngồi ở cái nơi nào đó ca ngợi tôn vinh danh của Chúa, Chúa sẽ ở nơi đó. Thậm chí rằng các bạn chỉ cần làm việc tốt thôi thì chính là Chúa đang ở đó. Còn bây giờ là các bạn làm chuyện gì? Các bạn đang làm cái chuyện đơn giản đó là đem cái quan điểm chính trị của mình đối lập với quan điểm chính trị người khác, gọi người khác là bò, gọi người khác là thế này thế nọ. Như thế có nghĩa là gì? Các bạn đẩy Chúa vô cái chuyện đúng chuyện sai. Chúa khen các bạn cũng không được, mà Chúa chê các bạn cũng không được. Bây giờ các bạn nghĩ kỹ coi, các bạn có quan điểm chính trị ủng hộ hay không ủng hộ cái vấn đề là bộ xử hay là này nọ, thì các bạn nghĩ kỹ coi, Chúa ủng hộ bạn không? Chúa ủng hộ các bạn là Chúa cũng chết, mà không ủng hộ cũng chết. Bởi vì sao? Ủng hộ các bạn bị bên kia chửi, không ủng hộ các bạn chửi. Chứ làm sao? Đàn cha Nguyễn Thế Hợp bây giờ cái góc giảm mạnh lắm, giảm mới bền được. Góc giảm mạnh lắm, đất cho hoàng bức gì không nổi. Thực ra mà nói đó, là cái ông Nguyễn Thế Hợp á, không phải Đức Giáo Hoàng bức đi ông nổi đâu. Em nói thẳng thừng ra em nói vậy, ông Nguyễn Thái Hợp là một người có uy tín với giáo phận Vinh. Tuy nhiên á, so với cái vấn đề mà ông đang ở giáo phận Vinh thì hiện tại là làm mất uy tín và danh dự của Thiên Chúa luôn, đừng nói tới ai. Đức Giáo Hoàng biết mà tại sao ông dẫn đưa ông đi chỗ khác. Bây giờ đưa làm sao? Cái đám giáo dân ở đây nó ngu đến mức độ nó ủng hộ liên tục đây, làm sao mà đưa đi? Đưa đi á, anh bây giờ anh nhớ cái vụ ông cha Tường ở Bến Tre không? Ông cha Tường tóc dài dài Bến Tre đó. Ông cha Tường thật ra mà nói là sai 10-10 trơn. Nhưng mà ổng quá trình sai của ổng lại làm tốt mọi điều tốt đẹp cho giáo dân. Ổng sai về giáo lý giáo luật, ông bị treo chén đi. Nhưng mà đáng lý ra đó là phải là treo chén là đúng, nhưng mà giáo dân đâu ủng hộ đâu, chửi ngược lại giáo hội nữa. Thì anh thấy đó, bây giờ cách chức ông Nguyễn Thái Hợp được không? Được, xong được. Cách chức bằng văn bản thì được, nhưng mà cái đám giáo dân còn lại nó còn ủng hộ hoặc là nó không có biết đúng sai, nó sẽ xử lý cái chuyện đó ở địa phương đó bằng cái việc em là gì thấy, ở Đồng Nai vừa rồi cũng cho em mà ông Nguyễn Thái Hợp treo chén.
thì ông Nguyễn Duy Tân treo chén em cũng mừng, nhưng mà cái một có một số đám nó bảo rằng là em là cái gì đến đó không có ý giá trị gì tầm bậy. Trời ơi, ông Nguyễn Duy Tân treo chén là do sự kiện của em mà xảy ra là chính quyền Đồng Nai người ta ép ông tổng cái bậc ông gì tổng Đinh Đức Đạo ép ông đó, ông mà ông treo chén ông Tân là tôi bởi vì chính quyền nó hay đó, nó nói là tôi không quăng nên ông lên tổng đó là coi như là giữa chính quyền với bên giáo hội nó nghịch nhau, là giáo hội nó không thích đâu, nó phải ráng vuốt về chính quyền. Thì bây giờ pháp đầu tiên á là treo chén trước đi để cho cha ta nhà nó thay đổi sao. Dạ. Còn biện pháp thứ hai nữa không được á là đẩy qua Bình Phước vô rừng làm đến bọc trăm. Nhưng mà vô Bình Phước vô rừng á thì không khéo cha này lại phá hoại anh em trong Bình Phước trong rừng nữa. Bây giờ anh nghĩ coi, cắt linh mục mình làm cái giống gì mà bây giờ đi đâu ai cũng sợ trơn vậy? Đi chỗ nào người ta cũng sợ hết. Làm linh mục là cái nơi dựa vào tin. Anh chích chó cho nó rồi ngồi tình cảm nó nói trời ngày qua em bắn lên trên để về. Nên nó cũng có ông cha giúp em tăng nhẹ đẩy vô rừng rồi anh. Giờ là Bình Phước nó không quan lên bởi vì chính quyền mạnh nó ghê lắm á. Dạ. Ban đầu nó dùng chính trị trước, từ từ nó nói là chúng tôi không quan lên ông Linh Mục đây là cái tổng giám mục nó cũng đúng đây á. Cái Linh Mục á có phải là gì? Linh Mục là cái người làm cho hướng dẫn giáo dân thực hành lời Chúa, là người làm cho giáo dân cảm thấy được rằng là lời Chúa là đúng. Ông làm sao người linh mục phải hướng dẫn giáo dân thực hành lời Chúa cho thật tốt đẹp, đó mới chính là vai trò của người linh mục. Còn người linh mục mà tối ngày cứ lên trên mạng xã hội nói về vấn đề chính trị rồi lấy quan điểm chính trị cá nhân của mình áp đặt lên người khác, vậy có phải là đó là người linh mục đâu? Linh mục là phải làm cho người ta thấy được rằng mình cao hơn người khác, hướng dẫn đời sống người khác tốt hơn mình. Còn linh mục mà chỉ làm cho người khác thấy mình tệ hại hơn, không xứng đáng, thì làm sao xứng đáng là một linh mục? Em nói ví dụ như anh đi, anh em biết anh nè, anh là một cái người lớn tuổi, anh là cái người có công ăn việc làm ổn định, gia chạm cuộc sống mấy chục năm nay, nói thẳng thừng ra anh dạy con của anh sống tốt đời như thế nào thì cái cuộc sống của những người trong đạo cũng y chang vậy, không khác gì đâu. Bởi vì anh dạy con anh sống tốt, anh không có đạo đi, nhưng anh dạy con anh sống tốt thì con của anh nó thể hiện cái giá trị đạo đức của anh, rồi nó so sánh với những cái tôn giáo khác thì con anh nó còn tốt đẹp gấp 10 lần, ngàn lần nữa. Có nhiều người nói là tôi là người có tôn giáo, tôi là người Công giáo, tôi là người Phật giáo, nhưng cuối cùng ra làm gì? Cuối cùng ra đi tranh cãi về chính trị. Ơ chi vậy? Chính trị là của những người phàm tục, còn chúng ta là người tu hành mắc mới gì tới chúng ta? Thằng cha ba nghe nó thù em muốn kiếp. Nó bị em, nó bị treo chế, nó mất cái nhang, bây giờ nó sống với tiền ngoại bang thôi đó. Không có đơn giản đâu. Thì anh coi đó, ông Tân ổng thù em là ổng thù thôi, nhưng mà anh coi có một số con nhang của ổng tới giờ này vẫn đang ra rã chửi em. Em thấy cũng lạ. Đúng sai đã rõ ràng. Đúng sai rõ ràng. Ông Tân ổng tốt sẽ được cộng đồng khen ngợi, ổng sai quấy trật bậy thì sẽ bị cộng đồng người ta phê phán. Đó. Mà giờ này chúng ta thấy rất rõ rồi là ổng bậy trật. Cộng sản không đắm đâu, không có làm liền đâu. Bước thứ hai bây giờ cấm sức ngoại rồi đó, thấy chưa? Đó, giờ cấm sức ngoại luôn rồi làm gì nhau? Cấm sức ngoại là coi như là bản thân của ông Nguyễn Duy Tân trật bậy hay thế nào thế nào, chính quyền thấy hết. Nhân dân chúng ta là bực bội bao nhiêu lâu nay rồi, còn bực bội chính quyền không xử lý nữa kìa. Cho nên ở đây á, đứa nào mà ra cái người ta không làm mạnh thôi. Người ta có kế sách kế hoạch ta làm, chứ đâu phải là có cái gì cũng làm. Bây giờ á là em nắm được hai cái là treo chế là một nè, thứ hai là cấm sức ngoại là y như ở tù lắm nè. Dạ. Như vậy có nghĩa là em thắng rồi phải không? Ở tù lắm. Trong vụ Thọ Hòa tụi em thắng. Quá hay. Mà bây giờ thằng quân khúc nó không biết, nếu vậy là để nó nói là tụi em quê
À, mà ngộ nha, cái ông Quân Khúc ông đậu bò, ông ngu hay sao? Ông gọi mình là bò mà ông ngu hơn bò nữa. Anh nghĩ kỹ coi. Ví dụ như là em nói với anh nha. Cái người khôn á là người ta biết ngay, à thằng Tân nó là thằng phản động, ai cũng nhìn ra hết trơn rồi. Thì bây giờ mình phản bác thằng Tân là mình sẽ được cộng đồng ủng hộ. Anh em nào phản bác thằng Tân là anh em đó có công với xã hội, chẳng hạn vậy. Bây giờ thằng quỷ Quân Khúc này nó điên điên khùng khùng sao không biết nữa, tự nhiên nó đi tố cáo những người đã từng đến tấn công, gọi là cái gì, lên án Di Tân. Trong khi ai cũng lên án thằng Di Tân mà nó lại đi bảo vệ thằng Di Tân, thì rõ ràng nó là cái thằng ngu chứ còn gì nữa. Em nói về đối nhân xử thế nó là thằng ngu. Còn nếu như nó muốn nói về cá nhân nó có ghét thêm nữa thì cái chuyện khác, đừng có đụng vô cuộc phòng bà. Tôi qua nhà nước xử thì còn muốn gì nữa. Ví dụ như về cá nhân em nè, nó ghét em đi, ô nó ghét có quyền ghét chứ, nhưng nó đụng vô vụ Thọ Hòa là nó chết à. Bởi vụ Thọ Hòa là vụ cả cộng đồng này mong muốn. Người ta bực bội thằng Di Tân bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, không làm gì được nó. Bây giờ nhân dân của mình có người đứng lên cùng nhau ra ngoài đó lên án nó, cộng đồng này hả hê bao nhiêu. Tự nhiên có thằng khùng nào đó đi phản đối. Nó phản đối là nó ngu. Nhưng mà có một điều anh biết nha, trong cái quá trình phản đối của nó, em phát xác nhận nhận một điều thế này: nó không hề phản đối em, cũng không hề phản đối một số anh em, mà nó phản đối cụ thể vào một người. Như vậy khẳng định một điều rằng đây là một cái âm mưu đê hèn của tụi nó. Có nghĩa rằng là em đang thấy rằng cái thằng này nó theo chỉ đạo của ai đó để mà tấn công một cái đối tượng, một con người nào đó cụ thể, chứ không phải vì một cái chính nghĩa gì cả. Không? Ví dụ như là ai đi vào cái vụ việc Thọ Hòa, ai chả biết nội tình trong đó như thế nào. Không? Ai chả biết cái nội tình ở trong cái sự việc của Thọ Hòa như thế nào đâu. Tất cả mọi người đều biết. Và khi mọi người đều biết thì cái giá trị lời nói của nó đâu còn gì để ai nói nữa. Không? Do vậy cho nên á, là mình thấy được trong cái thời gian vừa qua là mình thấy một số đối tượng gần như là không có một cái gọi là gì, quan điểm chính trị rõ ràng. Thậm chí là một số đối tượng